Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Và anh em biết đấy, thì gần đây Intel đã ra mắt CPU thế hệ 12 và họ đang chiếm lại được cái vị trí đứng đầu trong ngành desktop với những CPU cực kỳ là mạnh mẽ như là i9-12900K với 16x24 luồng, cực kỳ là tuyệt vời về hiệu năng đơn nhân và rất là ổn trong hiệu năng đa nhân, hay là CPU i7-12700K rất là ok luôn so với những ai mà đang làm gọi là những ngành 3D hoặc là làm media, và CPU i5-12600K dành cho những ai mà muốn chơi game ở độ FPS cao nhất mà không muốn chi quá nhiều tiền. Và hiện tại thì mức giá của CPU thế hệ 12 của Intel Alder Lake ấy, nó cũng đã giảm đi tương đối rồi. i9 chỉ còn có 17 triệu rưỡi này, i7 chỉ có 12 triệu và i5 thì cũng chỉ có rơi khoảng tầm 8 triệu mà thôi. Rất là hợp lý với mức hiệu năng mà nó đem lại. Nhưng có một yếu tố mà nhiều anh em cần phải suy xét, đó chính là RAM. Dạ vâng. Trong thế hệ 12 này thì Intel không chỉ ra mắt cái cấu trúc mới mà đồng thời là cái nền tảng đầu tiên dành cho người dùng phổ thông sử dụng RAM DDR5. Nhưng với mức giá DDR5 đang quá cao như vậy và cái độ khan hiếm hàng vẫn còn là tương đối, thì liệu rằng RAM DDR5 có đáng mua hơn so với cả RAM DDR4 không? Thì chúng ta hãy cùng làm thử một vài bài test và tìm ra câu trả lời nhé. Đầu tiên hãy nói về sự khác biệt giữa RAM DDR5 và DDR4 đi. Thì điểm đầu tiên đó chính là cái sự khác biệt về vật lý. Với RAM DDR5 ý, thì cái số pin nằm ở phía trên đây vẫn là 288, nhưng mà cái độ chênh lệch của nó là cái khe ở giữa này đã di chuyển gần hơn vào phía giữa rồi. Thế nên là sẽ khó hơn cho anh em nào mà lắp PC, nên là anh em phải lường trước, phải ướm xem là đâu là trái, đâu là phải, đâu là đúng chiều, đâu là sai chiều nhé. Về đặc điểm tiếp theo, đặc điểm thứ hai đó chính là cái sự chuyển điện giữa RAM và mainboard. Thì với RAM DDR4 ý, thì nằm trên chiếc mainboard chúng ta sẽ có một cái chip, đó chính là Power Management Integrated Circuit, viết tắt là PMIC. Cái chip đó sẽ chịu trách nhiệm chuyển cái dòng điện 5V thành 1,2V cho DDR4 hoặc là cái mức điện mà profile XMP yêu cầu. Nhưng với RAM DDR5 thì anh em có thể nhìn thấy có cái chip to đấy đúng không ạ? Đây chính là chip PMIC, nó đã nằm trực tiếp lên trên RAM DDR5 của chúng ta và chịu trách nhiệm chuyển từ 5V đến từ mainboard thành 1,1V hoặc là cái mức điện mà cái profile XMP yêu cầu. Cái việc đặt PMIC lên trên thanh RAM này của chúng ta sẽ giúp cho cái việc chuyển điện nó tốt hơn này. Thứ hai nữa đó chính là cái bảo toàn về cái băng thông giữa cái RAM và mainboard, và cuối cùng đó chính là tránh cho nhiễu của RAM. Rồi, đặc điểm thứ ba đó chính là sự tăng trưởng về tất cả các số liệu luôn. Thì phía trên của chiếc RAM DDR4 ý, mỗi cái chip này chỉ có thể chứa là 16GB tối đa. Nhưng với RAM DDR5, mỗi chip này có thể chứa là 64GB. Và RAM DDR5 còn hỗ trợ đó chính là die stacking lên tới tận 8 lần, sẽ giúp cho cái dung lượng về lý thuyết ý, thì trên một thanh RAM này có thể lên tới là 2TB cơ. Ui, đáng sợ thực sự đấy. Nhưng mà tất nhiên rồi, với một người dùng bình thường như chúng ta thì cái chip RAM này ý, thì bây giờ đang được giới hạn ở mức là 128 thôi, để có thể đảm bảo về đó chính là lỗi này. Thứ hai nữa đó chính là cái giá tiền của nó, mà khi mà anh em mua ấy chứ 2TB thì chắc có phải chết mất, trong khi mà SSD 2TB đã quá đắt tiền rồi đúng không ạ? Rồi, và một cái đặc điểm nữa đó chính là những nâng cao về bandwidth này, về burst rate này, về những cái channel kết nối với từ RAM tới CPU. Những sự tăng trưởng đấy thì nếu mà mình nói về các số liệu chính xác của nó ấy, 100% ấy, gấp 2, gấp 4 ấy, thì nó sẽ rất là nhàm chán và gây buồn ngủ. Tất cả nó cũng chỉ đơn giản là để dành cho cái mục đích tăng cái dung lượng của thanh RAM lên, đồng thời tăng cả cái tốc độ của thanh RAM lên. Và đặc điểm cuối cùng của những cái thanh RAM DDR5 khác biệt với DDR4 đó chính là on-die ECC. Nhưng mà đừng có nhầm với cả ECC bình thường nhé, on-die ECC khác hoàn toàn với cả ECC bình thường. On-die ECC trên thanh RAM DDR5 ý chỉ giúp cho thanh RAM của anh em có thể chạy ổn định hơn và đồng thời có thể stack, gọi là xếp chồng lên nhiều chip nhớ hơn mà không bị gặp lỗi nhiều như là thanh DDR4. Và cái đấy sẽ giúp cho anh em gọi là có thể chạy RAM một cách ổn định hơn một chút. Và tất nhiên rồi, trong tương lai thì sẽ có đầy đủ cả RAM DDR5 không SSD và RAM DDR5 có SSD nhá. Nhưng mà có vẻ nhiều số liệu quá nhỉ, nhiều sự thay đổi quá nhỉ. Thì nó có thay đổi về hiệu năng không? Có đem lại được sự tăng trưởng về hiệu năng không? Thì đằng sau của mình đây đó chính là một bộ máy với CPU i7-12700KF này, với chiếc mainboard Z690i đến từ Asus và một kit RAM 32GB DDR5 bus là 5200, đi kèm với cả một cặp hình RTX 3080 Ti lượng cơ để đảm bảo rằng là không có sự gọi là bottleneck gì về cảm hình hết. Sau đó, sau khi mình test xong tất cả những tựa game nhá, tất cả những phần mềm nhá, thì mình đã tháo cái CPU này ra và mình gắn vào một chiếc mainboard Asus ROG Strix Z690A và một kit RAM DDR4 3200 bus là 3200 với dung lượng là 32GB, và đây sẽ là kết quả mà mình sẽ test được với những phần mềm nhá. Và với bộ đôi phần mềm Photoshop và Premiere Pro
thì mình sẽ sử dụng Project Ben. Với DDR5 Photoshop thì chúng ta sẽ đạt được một con số là 1235 điểm, còn với DDR4 là 1203, một sự chênh lệch là 32 điểm. Còn với Premiere Pro thì DDR5 tăng lên khá là cao, bởi vì khi mà số điểm của DDR5 đó chính là 761, còn DDR4 là 619. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang đó chính là một phần mềm 3D khá là nổi tiếng và free dành cho những ai mà muốn học tập ở trên phần mềm Blender. Trong Blender BMW thì DDR5 đạt được cái số thời gian render là 1 phút 54 giây, còn DDR4 là 1 phút 51 giây, tức là DDR5 đã chậm hơn DDR4 khoảng tầm 3 giây. Còn với Classroom thì sao? Classroom DDR5 là 5 phút 12, còn DDR4 chỉ là 5 phút 4 giây thôi, tức là DDR5 đã chậm hơn khoảng tầm 8 giây. Nhưng có vẻ như là DDR5 đã thắng lại được với Single Core khi mà mình test ở trong Cinebench R20, thì điểm đơn nhân của DDR5 là 725, còn DDR4 là 716. Nhưng Multicore thì lại thấp hơn cơ, chả hiểu sao đa nhân thì nó lại bị thua mất. Multicore thì DDR5 đạt được 8210, còn DDR4 thì đạt được là 8401, tức là DDR5 đã chậm hơn khoảng tầm 191 điểm. Còn với V-Ray CPU thì đây lại là một sự thua cuộc nữa đối với DDR5, khi mà DDR5 thua tận là 1107 điểm, bởi vì DDR5 chỉ đạt được có 21.326, còn DDR4 đạt là 22.433. Thì có vẻ dường như là sẽ có một vài các phần mềm nó ưu tiên hơn về cái độ trễ của RAM đó, ví dụ như là Blender này hoặc là V-Ray này, khi đó mà chúng ta đã nhận được một cái sự chiến thắng đến từ DDR4. Còn với những phần mềm khác thì có vẻ như là DDR5 vẫn đang đạt được một gọi là một phần hơn, nhưng mà không hơn quá nhiều, cũng chỉ vài phần trăm mà thôi, chứ không đạt được như kiểu là 20 hay 30% theo như những gì mà DDR5 gọi là thể hiện được trên thông số của nó. Nhưng một điều mà anh em quan tâm ấy, đó chính là cái chơi game. Bây giờ mình hãy thử với một vài tựa game nhé. Với những tựa game thì mình sẽ test ở độ phân giải là Full HD với mức setting thấp nhất để thể hiện rõ ràng xem là sự chênh lệch giữa cái RAM này nó như thế nào. Và mình sẽ tự test những tựa game, nó chính là kể cả những tựa game AAA và những tựa game mang tính gọi là eSports một chút nữa. Với Assassin's Creed Odyssey thì chúng ta sẽ có FPS trung bình ở DDR5 là 160, còn của DDR4 là 149, tức là DDR5 đã chiến thắng. Còn với mức FPS thấp nhất thì chúng ta sẽ đạt được là 80, trong khi DDR4 chỉ có là 71 thôi. Còn với Battlefield 5 thì sao? Battlefield 5 thì cả DDR4 lẫn DDR5 đều có một mức FPS trung bình là 197, tức là ngang nhau. Nhưng mà khi mà xét về cái mức FPS thấp nhất thì DDR5 lại chiến thắng với mức FPS là 145, còn DDR4 chỉ là 132 mà thôi. Còn với CSGO, lần này CSGO lại đem chiến thắng với cả DDR4, khi mà DDR4 đạt được là FPS là 587, còn DDR5 là 579 thôi. Tuy là một sự giảm chỉ khoảng 1%, nhưng vẫn là chiến thắng để cho DDR4. Còn với mức FPS thấp nhất của CSGO thì DDR5 vẫn bị thua khi mà nó chỉ đạt được là 188, trong khi CSGO là 200 FPS. Với Dota thì sao? Dota trung bình chúng ta sẽ đạt được là ở bên DDR5 là 221, còn DDR4 là 219. Sự chênh lệch không quá là cao và mình nghĩ là nó không có ảnh hưởng lắm. Còn Dota minimum, tức là mức FPS thấp nhất, thì DDR5 đạt được là 105 và DDR4 là 111, tức là sự chênh lệch là 5%. Và anh em có thể thấy về cái bảng tổng kết kết quả của những cái tựa game chúng ta đã test được thì đa số các tựa game đều có những sự tăng trưởng khoảng tầm 5-10%, còn sẽ có những tựa game nó ưu tiên hơn về cái độ trễ của RAM khi mà RAM DDR4 đã chiến thắng với một độ trễ thấp hơn, đó chính là CL16 anh em nhé. Nhưng nếu mà để nói mà mình bảo rằng là ok, thả cho mình chơi giữa hai tựa máy DDR5 và DDR4 ấy, thì cái mức FPS của nó quá là cao và mình không thể nào mà nhận biết được rằng là cái nào thắng, cái nào thua được. Và mình thực sự rằng là mình cảm thấy rằng là nó không quá là nhiều sự chênh lệch khi mà nói xét về cái trải nghiệm sử dụng khi mà chơi game và làm việc với cả DDR5 và DDR4. Mình cảm thấy rằng là với cái mức giá hiện tại cộng với cả cái mức gọi là có hàng còn hàng của DDR5 ý, và cái giá mainboard của mainboard hỗ trợ DDR5 và hỗ trợ DDR4 thì thực sự DDR5 không đáng tiền vào thời điểm hiện tại bây giờ. Cái mức hợp lý hơn ý, cái thiết bị hợp lý hơn đó chính là DDR4, và nó vẫn có thể sử dụng được khá là tương thích với tất cả những phần mềm hiện tại, với những hệ điều hành hiện tại có thể sử dụng thoải mái với các nền tảng khác nhau, không chỉ Intel đời 12 mà còn cả đời 11 và đời phía trước nữa. Thế nên là bản thân mình nhá, thì mình sẽ sử dụng DDR4. Còn nếu mà anh em có quá là nhiều tiền ý, thì tất nhiên rồi, DDR5 vẫn đem lại được một cái trải nghiệm gọi là cao hơn khoảng tầm 5-10% trong thời điểm hiện tại nhá. Và nếu mà tương lai ý, mà có gọi là những phần mềm, những cái trò chơi mà gọi là tạo ra những cái driver, những tương thích hơn với cả DDR5 ý, thì mình đảm bảo rằng sẽ có một sự tăng trưởng cao hơn về tương lai sau này nhá.
Rồi, nếu mà anh em có thấy hứng thú với những sản phẩm mà mình đã nói ở phía đây, những cái mainboard Asus này, những CPU Intel này, thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả nhé. Còn nếu mà anh em có thấy video này hay và hữu ích thì bấm like và subscribe. Và cuối cùng thì thực sự cảm ơn các em đã xem video này, và hẹn gặp các anh em tại một video sau nhé.